Xin chào quý vị khán giả, chúng tôi đã quay trở lại với chương trình Tiêu dùng 24/7. Thưa quý vị, có một làn da trắng, khỏe, đẹp luôn là nỗi mong ước của rất nhiều chị em phụ nữ hiện nay. Và việc chăm sóc da từ bên trong hay chăm sóc làn da bằng các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên đã trở thành một xu hướng của ngành công nghiệp. Và để giúp quý vị khán giả có thể hiểu hơn về quá trình chăm sóc làm đẹp da, thì chương trình Tiêu dùng 24/7 ngày hôm nay của chúng tôi đã mời đến ba vị khách mời vô cùng đặc biệt. Và để biết ba vị khách mời đó là ai, thì xin mời quý vị khán giả chúng ta hãy cùng nhau xem một clip ngắn ngay sau đây. Khách mời đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên thì Ngọc Huyền rất muốn dành cho make up Thảo Bùi. Là được biết là Thảo Bùi vừa trở về từ Pháp và là người có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc make up. Vậy thì Thảo đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của một làn da đẹp đối với các phái đẹp chúng ta và đặc biệt là đối với các chị em phụ nữ trong giới showbiz hiện nay? Quan điểm của Thảo thì sở hữu một làn da đẹp rất là quan trọng đối với cả các chị em phụ nữ chúng ta. Vì là sở hữu làn da đẹp không chỉ là giúp chúng ta được tự tin hơn trước mặt mọi người, cái sức khỏe ở bên trong cơ thể của mình rất là ổn định nữa. Đối với các chị em trong showbiz thì họ phải quay ở dưới trời nắng này, nó và tiếp xúc với cả make up rất là nhiều nữa, thường xuyên nữa. Đó thì cái việc mà chăm sóc da khó khăn hơn so với cả các chị em phụ nữ bình thường, nhưng mà họ không vì thế mà bỏ qua cái làn da của mình. Họ rất là chú trọng về vấn đề chăm sóc cái làn da của mình. Họ tranh thủ đó, từng giây từng phút một để có thể chăm sóc được cái làn da của mình một cách tốt nhất. Thì bản thân Ngọc Huyền và Huyền tin chắc là rất là nhiều chị em phụ nữ khác sẽ hiểu hơn rằng là chúng ta rất là phải cần thiết chú ý đến quá trình chăm sóc làm đẹp da, đúng không ạ? Và Ngọc Huyền muốn có một câu hỏi tiếp theo đến với chuyên gia Kim So Jong. Và sau khi mà Ngọc Huyền để ý thì thấy là chuyên gia có một làn da rất là căng bóng. Và được biết là người Hàn Quốc thì họ để ý rất là nhiều đến quá trình chăm sóc da, nên họ có một làn da rất là đẹp. Không biết thì chuyên gia có thể chia sẻ cho khán giả truyền hình là tại sao chúng ta phải chú ý tới quá trình chăm sóc da như vậy? Thực sự là tôi nghĩ lý do mà để khiến cho phụ nữ nên chăm sóc làn da đó là lúc nào cũng cảm thấy thật xinh đẹp, lúc nào cũng trẻ trung và đẩy lùi việc lão hóa da sớm. Đó là lý do mà chúng ta nên chăm sóc da kỹ càng. Và câu hỏi tiếp theo thì Ngọc Huyền muốn xin dành cho chị Thiên Lý. Đó là được biết là chị Thiên Lý thì chắc chắn là phải gặp gỡ rất là nhiều khách hàng để tư vấn về quá trình chăm sóc làm đẹp da như thế nào. Vậy thì không biết là khi mà gặp gỡ và chia sẻ với khách hàng như vậy thì chị đã chia sẻ cho họ những gì về cái lộ trình chăm sóc da để giúp cho chúng ta có một sắc đẹp toàn diện chẳng hạn? Đúng là công việc hàng ngày của Lý chỉ chủ yếu là liên quan đến chị em phái đẹp. Và khi mà hoạt động trong cái ngành làm đẹp này ấy, thì Lý thấy là phụ nữ Việt Nam của chúng ta không phải ai cũng biết được cái việc là nên phải chăm sóc như thế nào cho nó đúng phương pháp để làm sao đem lại cái hiệu quả cao nhất. Thì thường thường Lý sẽ có cái lời khuyên cho các chị em là để muốn có một cái làn da đẹp, trước tiên phải có một làn da khỏe. Mà để có làn da khỏe thì chắc chắn là cái bước làm sạch rất là quan trọng. Đối với Lý, bước làm sạch thì Lý khuyên các chị em phải sử dụng đủ 3 bước. Đó là tẩy trang hàng ngày, bởi vì cái việc mà mình make up hoặc là chỉ đơn thuần là dưỡng da và dùng kem chống nắng thôi thì chúng ta cũng nên là tẩy trang. Sau đó thì chúng ta rửa mặt, và mỗi một tuần chúng ta nên tẩy da chết 1 đến 2 lần cho da. Nó sẽ giúp cho cái quá trình hấp thụ dinh dưỡng từ những cái bước dưỡng sau rất là nhiều. Đó, nó sẽ đem lại cái hiệu quả cao hơn. Và với người Hàn Quốc cũng vậy, hoặc là đối với nước ngoài, các phụ nữ của họ lão hóa chậm hơn Việt Nam mình rất là nhiều, vì họ biết cách chăm sóc đủ các bước như là nước hoa hồng này, rồi là đến serum này, sữa dưỡng này, rồi là kem chống lão hóa. Và nhiều chị em muốn là giữ được cái vẻ đẹp rạng ngời thì cần phải có cái bước chăm sóc cho da mắt nữa. Thưa chuyên gia, được biết là hiện nay thì rất là nhiều chị em phụ nữ thì gặp phải vấn đề đó là làn da bị nám, bị khô, bị sạm. Không biết là các cái vấn đề này có phải là do chúng ta bị lão hóa theo thời gian hay không, hay là do một nguyên nhân nào khác ạ? Tôi nghĩ là cái vấn đề lão hóa đương nhiên là nó sẽ xảy ra theo thời gian. Nhưng mà vấn đề mà bạn vừa nêu thì cái nguyên nhân chính theo tôi nghĩ là sự lựa chọn các sản phẩm không an toàn để chăm sóc cho làn da. Nó sẽ gây tổn thương cho làn da và sự bảo vệ da gần như là không có, cho nên rất dễ sinh ra các vấn đề trên. Kể cả là ở Hàn Quốc, không phải tất cả các sản phẩm đều là sản phẩm tốt, chỉ những sản phẩm nào mà được cấp giấy phép từ các cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc thì nó mới đảm bảo được sự an toàn và hiệu quả cho làn da. Và khi đưa về Việt Nam cũng vậy, cần phải có sự cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì chị em mới nên tin dùng sản phẩm đó.
Và Ngọc Huyền có một thắc mắc là không biết là có phải là làn da tự nhiên của Thảo đã đẹp như thế rồi hay không? Hay là Thảo có một bí quyết gì đấy trong quá trình làm đẹp? Thú thực, Thảo đã phải trải qua có một cái thời gian là làn da của Thảo cũng rất là tệ. Vì là Thảo mới về Việt Nam nên ra là chưa thích nghi được với cả cái môi trường của Việt Nam, với cả cái nguồn nước chẳng hạn như vậy. Nên ra là Thảo đã có một cái vấn đề về da của mình. Thì hồi đấy là Thảo bị mụn ẩn ở trên trán rất là nhiều, và hai bên má cũng vậy. Đó, và Thảo cứ đi tìm một cái giải pháp nào đấy. Tại vì về Việt Nam thì Thảo biết là cái khí hậu nó rất là khác đối với cả Pháp, nó ẩm hơn so với cả Pháp rất là nhiều. Đó, nên ra là những cái sản phẩm mà Thảo dùng ở bên kia lại không phù hợp đối với cả dùng ở Việt Nam. Đó, nên ra Thảo lại phải đi tìm một cái bộ sản phẩm để dưỡng da khác, đó, để có thể là phù hợp với cả làn da của mình tại Việt Nam. Đó, thì rất là may mắn là Thảo lại học chung một cái khóa học cùng với cả chị Thiên Lý. Chị đã giới thiệu cho Thảo một cái bộ sản phẩm của Puderma. Đó, và Thảo dùng thử một thời gian thì các bạn cũng biết là kết quả bây giờ như thế nào rồi ạ. Đó, thì cũng gửi lời rất là cảm ơn đến chị Thiên Lý đã giới thiệu cho Thảo cái bộ sản phẩm để Thảo có một cái làn da như ngày hôm nay. Và chắc chắn là bản thân Ngọc Huyền cũng rất là muốn gửi lời cảm ơn tới Thảo Bùi. Và nhờ có Thảo ngày hôm nay thì Huyền đã biết thêm một cái bí quyết để chăm sóc và giúp cho làn da của mình trở nên đẹp hơn. Và câu hỏi tiếp theo thì Ngọc Huyền muốn dành cho chuyên gia, đó là không biết là ở trong quá trình chăm sóc da thì điều gì là quan trọng nhất ạ? Khi tôi đến với Việt Nam, tôi nhìn thấy là gì? Các chị em Việt Nam có thói quen không tốt, đó là cái việc làm sạch da mọi người không mấy tập trung nhiều. Cái thứ hai nữa là mọi người sử dụng các sản phẩm mà làm bóc tách lớp biểu bì đi rất là nhiều. Nó làm cho da bị bào mòn. Vấn đề đó làm cho khả năng bảo vệ da bị kém đi. Vì thế càng ngày càng có nhiều chị em sẽ bị xuất hiện các vấn đề về nám, sạm da. Đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, cũng là do tính chất làn da không được sáng. Nhưng mà mọi người lại thích làn da trắng sáng, nên thường có xu hướng là tìm đến các phương pháp bào mòn, bóc tách da. Như vậy là không tốt một chút nào. Vậy thì chúng ta đặt ngược lại vấn đề một chút. Không biết là nếu như mà các chị em chúng ta không chú ý tới quá trình chăm sóc da thì nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào ạ? Với tôi nghĩ là nếu như mà chúng ta không chăm sóc làn da của mình, chắc chắn theo thời gian, da của mình sẽ bị lão hóa rất nhanh, thậm chí là chúng ta sẽ bị lão hóa trước tuổi. Còn đối với vấn đề mà các chị em lựa chọn sản phẩm không tốt trong việc chăm sóc da hoặc là khi chăm sóc da không đúng cách, thì vấn đề làn da đang gặp phải, thậm chí còn nặng nề hơn. Và nếu như cấp độ nặng hơn là tác nhân gây nên ung thư da và nó ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều. Vâng, cảm ơn chuyên gia vì chia sẻ vừa rồi. Và Ngọc Huyền rất muốn là câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay sẽ dành cho chị Thiên Lý. Được biết là chị Thiên Lý vừa là doanh nhân này, vừa là một người đã đạt được rất là nhiều giải thưởng trong các cuộc thi sắc đẹp, đặc biệt là với cuộc thi quyền năng phái đẹp ASEAN 2019 mới đây. Thì chị có thể chia sẻ là làm như thế nào để chị có thể cân bằng giữa việc là công việc này, gia đình này, cũng như là có thời gian riêng để chăm sóc cho làn da của mình? Thật sự là Lý cũng đơn giản lắm. Nhưng mà Lý hiểu một điều là nếu như Lý muốn chăm sóc được cho gia đình thì trước tiên là mình sẽ phải biết trân trọng và yêu thương bản thân mình. Vì vậy là với một cái khối lượng công việc hàng ngày ở công ty rất là bận rộn, thế nhưng Lý luôn luôn tạo cho mình một cái thời khóa biểu, lịch trình làm việc nó khoa học để làm sao là giảm thiểu cái thời gian lãng phí, và Lý dành những thời gian đấy để toàn tâm toàn ý cho gia đình, cho con cái những cái lúc mà có thể nhất. Và ngoài ra thì mỗi một ngày Lý luôn dành cho bản thân khoảng tầm 10-15 phút cho việc chăm sóc da sáng tối. Và một tuần thì là Lý sẽ dành một tiếng đến một tiếng rưỡi để chăm sóc chuyên sâu cho chính bản thân mình. Đơn giản chỉ vậy thôi. Vâng, cảm ơn chị Thiên Lý vì chia sẻ vừa rồi. Và Ngọc Huyền hy vọng rằng là qua chương trình ngày hôm nay thì ba vị khách mời này và bản thân Ngọc Huyền cũng như là tất cả quý vị khán giả thì chúng ta đã có thêm rất là nhiều cái phương pháp làm đẹp để giúp cho mình có một cái sắc đẹp toàn diện hơn và ngày càng tự tin trong công việc cũng như là trong cuộc sống hàng ngày hơn, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn ba vị khách mời. Cuộc sống ngày càng bận rộn, công việc áp lực khiến cho chị em phụ nữ không còn nhiều thời gian để chăm sóc và làm đẹp bản thân. Để rồi những vấn đề về da như mụn, thâm sạm, nám da, lỗ chân lông to, khô ráp bắt đầu xuất hiện, khiến chị em mất dần đi vẻ quyến rũ, dạng người thường ngày. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng chỉ cần rửa mặt bằng nước là đã có thể rửa sạch bụi bẩn. Đó là quan niệm hoàn toàn sai lầm, bởi hàng ngày
da của chúng ta phải tiếp xúc với vô số những môi trường khác nhau như bụi bẩn, khói xe, nắng nóng hay làm việc thường xuyên dưới máy lạnh, thức khuya, căng thẳng. Vì vậy, rửa mặt không thôi thì chưa đủ để lấy đi hết những bụi bẩn và tế bào chết trên da. Làn da của tôi rất là khô, có những cái vết lỗ chân lông rất là to. Đặc biệt đó là sau khi sinh em bé xong thì có những cái vết nám, vết tàn nhang mọc lên rất là nhiều, khiến cho mình cảm thấy vô cùng lo lắng. Và trước cái tình trạng da của mình xuống cấp như vậy, tôi có tìm hiểu đến những cái cơ sở chăm sóc da và được tư vấn. Tuy nhiên, đó là sau khi sử dụng cũng khá là nhiều những cái bộ sản phẩm khác rồi, nhưng mà tôi thấy da của mình cũng không mấy hiệu quả. Nhưng từ khi mà mình được biết đến và sử dụng bộ sản phẩm chăm sóc da của Budema thì tôi thấy làn da của mình đã được cải thiện rõ rệt. Bộ sản phẩm chăm sóc da của Budema thì tôi có sử dụng, đó là có sữa rửa mặt này, có mặt nạ, có kem dưỡng da, kem dưỡng ẩm và một số những cái sản phẩm khác. Và sau khi sử dụng bộ sản phẩm này rồi, tôi cảm thấy da của mình rất là hồng hào, căng bóng hơn, những cái vết lỗ chân lông đã được xe khít lại, những vết nám tàn nhang thì cũng được cải thiện rõ rệt. Và tôi rất là hài lòng khi mà sử dụng cái bộ sản phẩm này, và tôi cảm thấy mình bây giờ vô cùng tự tin khi mình có một làn da trắng hồng và khỏe mạnh. Budema là thương hiệu độc quyền của công ty S Beauty tại Việt Nam với sứ mệnh đánh thức vẻ đẹp phụ nữ Việt. Công ty cung cấp tới khách hàng những sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên như kem dưỡng da ngày đêm, kem chống nắng, serum, sữa dưỡng, sữa rửa mặt, toner, tẩy da chết Budema được nhập khẩu chính ngạch tại Hàn Quốc. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực mỹ phẩm, S Beauty sở hữu đội ngũ đại lý, nhà phân phối vững mạnh và tận tâm mang đến sự hài lòng về chất lượng, dịch vụ cho người tiêu dùng. S Beauty được thành lập với sứ mệnh đánh thức vẻ đẹp của người phụ nữ. Chúng tôi mong muốn được giúp đỡ các chị em ngày càng trở nên xinh đẹp hơn, tự tin hơn để có cuộc sống hạnh phúc hơn. Vì vậy, chất lượng của sản phẩm được công ty cực kỳ xem trọng. Chúng tôi hiểu với mong muốn đó thì chúng tôi phải có trách nhiệm đem lại cho người phụ nữ một cái làn da thật là khỏe mạnh, đẹp, trắng sáng từ sâu bên trong. Vì vậy, F-Beauty lựa chọn hợp tác sản xuất đồng hành cùng với các tập đoàn mỹ phẩm hàng đầu của Hàn Quốc. Nguyên liệu được lựa chọn rất là kỹ càng. Những cái thành phần thiên nhiên chúng tôi lựa chọn, nó mang cái giá trị hàm lượng dinh dưỡng cao, phục vụ cho cái việc trẻ hóa và phục hồi cái làn da của người phụ nữ. Bên cạnh đó, chúng tôi phải đảm bảo là gì? Chất lượng tốt nhưng nó phải an toàn cho sức khỏe. Và mục tiêu của chúng tôi 2020 này phủ sóng sản phẩm Budema trên toàn các tỉnh thành của Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi sẽ đẩy mạnh xuất khẩu ra nhiều nước trên toàn thế giới. Là phụ nữ, ai cũng mong muốn mình thật xinh đẹp và nổi bật. Hiện nay trên thị trường, các dòng mỹ phẩm hết sức đa dạng, thật giả lẫn lộn, gây khó khăn trong việc lựa chọn đối với chị em phụ nữ. Thì các sản phẩm chăm sóc da mang thương hiệu Budema là một gợi ý tốt cho các chị em phụ nữ để chăm sóc sắc đẹp của mình. Đồng thời, để sử dụng mỹ phẩm một cách hiệu quả, chị em cần tìm hiểu rõ làn da của mình thuộc loại gì để từ đó có những lựa chọn hãng mỹ phẩm phù hợp với bản thân. Thưa quý vị, những thông tin trên hy vọng đã góp phần giúp cho quý vị và các bạn hiểu được tầm quan trọng và các phương pháp chăm sóc da hiện nay. Cảm ơn ba khách mời đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Đến đây thì thời lượng chương trình đã khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Tiêu dùng 24/7. Thân ái chào tạm biệt.